Xin chào, Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình One There. Các bạn thân mến, bây giờ là 19 giờ. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau đến 20 giờ trên tần số này các bạn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa. Mình sẽ nói ngay về chủ đề tuần này. Tuần này các bạn cũng biết rồi, thử thách Top Hit 89X. Bây giờ mình nói chút xíu về cái gu âm nhạc ngày xưa và bây giờ ha. Nó khác nhau ra làm sao? Ngày xưa thì nghe nhạc thật ra cũng không có nhiều gu lắm đâu. Tại thật ra là không có nhiều sự lựa chọn. Một album nào đó được ra mắt á, hay là một ca khúc nào đó được phát sóng, là cả trường, cả xóm, cả làng đều nghe chung. Ai cũng thuộc nắm lòng luôn, từng ca khúc một, từng lời hát một. Còn ngày nay thì mỗi người một gu khác nhau. Bởi vì thị trường âm nhạc của mình á, ta nói nó cũng rộng khắp rồi, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, rất là đa dạng và sôi động. Nhạc của người này nhiều khi người kia không hề biết tới luôn. Cho nên thế hệ 89X lúc nào mà nghe được những cái giai điệu này cất lên là cũng có thể hòa chung tiếng hát với nhau. Ta nói cả một bầu trời thanh xuân 89X như là ùa về vậy đó. Và ngày hôm nay thì One Day sẽ đưa các bạn tiếp tục quay trở lại với thời kỳ âm nhạc ta nha. Thế cùng mở đầu với ca khúc Vui Nhà Hoa Hồng với phần thể hiện của Quang Vinh và Bảo Thi. Pray bố ra mít hà chế xã ác, Clark nè ra tâm mưu thùng.